Dạ, sau khi mà mình đã làm lại trả đọc đọc câu hỏi cho mấy bạn đó, bây giờ mình sẽ làm vấn đề chính đó là mình sẽ chỉ cho các bạn và mình phân tích từng câu hỏi cho mấy bạn. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn về phần red và phần thắng. Ok, mình sẽ bắt thì để mà thi cái phần thắng á thì có những phần thi sau đây. Thì đầu tiên á, các bạn sẽ học về hydraulic power acid and parking brake system diagnosis and repair. Thì diagnosis ở bên tiếng Nhật tiếng dịch đó, diagnostic là chuẩn bệnh. Thì các bạn phần 1 á, các bạn phải học về chuẩn bệnh, về hệ thống thủy lực, hệ thống trợ lực thắng và hệ thống là parking brake, là cái hệ thống thắng tay các bạn. Rồi trong hệ thống hydraulic là hệ thống mà thủy lực á, nó sẽ có master cylinder và các đường ống line and hose. Là line là ống, hose là những cái ống mà có thể là được làm bằng nhựa hoặc là bằng cao su. Rồi tiếp theo là valve and switch. Valve là những cái cổng để mà điều khiển hệ thống thủy lực, và switch ở đây có nghĩa là những cái công tắc bằng điện, giống như là các bạn đạp thắng thì hôm sau xe của mình sẽ bị sáng đèn lên. Thì khi khi mà các bạn đạp thắng á, là các bạn đồng thời các bạn đè cho cái công tắc và cái đèn ở đằng sau nó sáng, thì cái công tắc gọi là switch. Rồi tiếp theo các bạn cần phải học là bleeding, flushing and leak testing. Bleeding có nghĩa là các bạn sẽ xả e, còn flushing có nghĩa là khi nào mà các bạn thay bộ phận nào đó ở trên thắng á, ở trên bộ phận trên hệ thống thắng á, thì các bạn mới flushing, có nghĩa là các bạn đẩy hết những cái dầu thắng ra, rồi các bạn làm sạch hết những cái hệ thống, không có một cái gì luôn, giống như là mới tinh từ lúc mà các bạn mua xe vậy đó, thì nó gọi là flushing. Và leak testing thì leak testing này á, thì nó gọi là check và kiểm tra coi hệ thống có bị rò rỉ dầu nhớt ở đâu không. Thì chúng ta học về hệ thống về thắng, thì leak testing ở đây thì chúng ta sẽ dò coi cái hệ thống thắng của chúng ta có bị rò rỉ nhớt thắng không. Rồi tiếp theo mình sẽ học chuẩn bệnh về phần drum brake diagnostic and repair. Thì chúng ta sẽ học chuẩn bệnh về những cái thắng đùm và sửa chữa, thì có những câu hỏi để mà nó sẽ đặt ra cho các bạn. Tiếp theo sẽ có những cái hệ thống như là dispatch diagnostic and repair, thì các bạn cần phải chuẩn bệnh được những cái thắng đĩa và các bạn còn phải sửa được nữa. Và tiếp theo nó sẽ kiểm tra các bạn về electronic brake control system, có nghĩa là hệ thống thắng điện, rồi electronic stability Lighting Control System, câu này không? Electronic Stability Control System có nghĩa là hệ thống ổn định, hệ thống thắng ổn định điện trên xe. Và vậy đó, thì cái hệ thống này nó sẽ giúp cho các bạn khi mà đường trơn hoặc là được khi mà đi với lại khí hậu trời mưa, thì nó sẽ giúp cho xe của chúng ta ổn định, không có bị trượt ở trên đường. Và tiếp theo là Diagnostic and Repair, thì các bạn sẽ chuẩn bệnh và sửa chữa. Thì đây là những cái phần mà các bạn cần phải học để kiểm tra. Đây là những cái phần mà cái kỳ thi ASC nó sẽ chú trọng hỏi các bạn, thì nó sẽ có những cái phần này để mà luyện thi ASC á. Đây là cái trang web mà Vinh hay ôm, thì mình sẽ trả lời cho các bạn thử 5 câu hỏi đầu. Thì hôm nay mình chỉ cần học 5 câu hỏi thôi, mỗi ngày học chút chút thì nhiều á, rồi gặp từng ngày lại với nhau chúng ta sẽ có một ý kiến tốt rồi. A front wheel drive vehicle with four wheel disc brakes pulls to the left after braking. Technician A says a kink or internal restriction in the LF brake line will result in this condition. Technician B says to use a compression fitting to repair a damaged section of brake line. Who is correct? Thì mình chọn nha. Thì ở đây mình đã chọn sai, thì câu này là câu đúng là câu A. Mình tiếp tục. The brake pedal indicator is illuminated on the instrument panel. Technician A say this is because the brake pad metal warning light is in contact with the brake rotor. Technician B say this is the pedal sensitive contacting the brake rotor. Who is correct? A, B, C, D. Thì mình sẽ chọn câu ví dụ như là câu B.
mà mình đã chọn đúng, mà mình chọn đại. Thì đây mới có giải thích cho mấy bạn nè. Mình sẽ tiếp tục. A vehicle với cái driving wheel has a road that increase with vehicle speed, the more slightly curve. Như sau đây, sexy roller, lateral run now, warp, rear brake drums, a one CD choice, a one wheel bearing. Ok, chúng ta mình chọn là one wheel bearing. Ồ, mình đã chọn đúng. Thì tiếng Hoa mình sẽ giải thích. Mình sẽ đọc câu hỏi và trả lời luôn cho các bạn. Rồi sau đó mình sẽ giải thích từng câu hỏi. The amber ABS bow lights illuminate on the vehicle instrument panel. The vehicle contains a 4-channel permanent magnet sensor ABS brake system. All of these are to accept a oversized tire will have an adverse effect on this ABS system. The gap between the sensor and the tolerant is critical with PM sensor operation. Permanent magnet sensor system functions well at speed below 5 miles per hour. Permanent magnet sensor and companion tolerant produce AC frequency converted to DC pole by the ABS controller. Mình sẽ chọn là ngoại trừ this one. Yes, mình đã chọn đúng. Câu số 5. A master cylinder reservoir caps rubber gaskets is deformed. Which of the following would result in this condition? ABCD. A. Adding too much brake fluid. Adding too little brake fluid. Brake fluid contamination. D. Allow the brake fluid to get too low. ABC. Yeah, mình đã chọn. Ok. Thì câu hỏi đầu tiên hồi nãy đó, đó là nó sẽ hỏi các bạn là a front wheel drive vehicle with four wheel disc brake pull to the left after braking. Thì cái này nó nghĩa là sao bạn? A front wheel drive có nghĩa là cầu trước with four wheel disc brake. Thì cái xe này bốn cái thắng đều là thắng đĩa. Pull to the left có nghĩa là bị kéo, bị giật về phía bên trái. After braking là sau khi thắng. Thì dịch nguyên câu có nghĩa là cái chiếc xe có hệ thống cầu trước kèm với bốn cái dĩa thắng. Thì sau khi thắng á, thì cái xe nó bị kéo về bên trái. Technician A nói rằng a kind of internal restriction in the LS brake line with result in this condition. Technician A say, có nghĩa là cái người thợ A họ nói rằng a kind có nghĩa là bị xoắn. Or internal restriction, internal là bên trong, restriction có nghĩa là bị ngăn cản, bị cản trở cái gì đó. In the left front có nghĩa là left front có nghĩa là đằng trước và phía bên trái. Brake line có nghĩa là đường ống dẫn dầu thắng. Là will result là nguyên nhân của kết quả. In this condition, in là trong, this condition có nghĩa là điều kiện, condition là điều kiện, thì this condition là điều kiện này. Thì mình sẽ dịch nguyên câu là cái người thợ A họ nói rằng, nghĩa là người thợ A họ nói rằng cái sự xoắn và ở bên trong cái đường ống dẫn dầu thắng nó đã bị cản trở bởi một cái gì đó, có thể là bị dơ hoặc là bị hột cát cái gì đó, là nguyên nhân của cái sự khi mà đạp thắng mà bị kéo về, mà cái xe của chúng ta bị kéo về bên trái á. Rồi, technician B say rằng to new compression fitting to repair a damage section of the brake line.
thì cái người B nói rằng sẽ dùng một cái tool để mà ép cái fitting, có nghĩa là ép cái chỗ nối để mà sửa cái đường ống thắng mà đã bị hư. Thì mình sẽ không có bao giờ dùng compression, có nghĩa là mình sẽ không có bao giờ dùng một cái đồ nghề nào để mà ép cái đường ống thắng được hết á. Thì ở đây fully correct, mà hồi nãy là câu A, mà nãy câu A là câu đúng đó. Hồi nãy câu A là câu đúng, các bạn nhớ hồi nãy lúc mình chọn người ta sẽ chọn câu A, thì cái người technician A này nó họ nói là tại vì á, nguyên nhân mà sau khi mà mình thắng xe mà cái xe của mình bị kéo về phía bên bên trái á, là do cái đường ống dẫn dầu thắng nó bị vặn, bị xoắn và bị khai, có nghĩa là các bạn xoắn giống như là hình con xoắn lại, giống như là bị xoắn nơ vậy, các bạn thắt nơ vậy, thì cái đường ống nó bị thắt nơ ở đâu đó, và hoặc là ở bên trong nó bị có một cái gì vật gì đó cản, thì là nguyên nhân của nó. Thì hồi nãy là sẽ là câu A nha, thế nó xin A. Thì để mà trả lời những cái câu đó đó, chúng ta cần phải focus vô là những cái bệnh mà cái câu hỏi người ta đưa ra. Thì ở đây mình thấy là cái bệnh của nó là crack pull, có nghĩa là bị kéo, là khi các bạn đã thắng mà cái xe của bạn nó bị văng qua, các bạn bị kéo văng về phía ở bên bên trái. Thì đây là cái bệnh của câu 1, đó là khi mà thắng xe thì có hiện tượng xe bị chuyển hướng về phía bên trái. Thì đó là nguyên nhân nào, thì nãy giờ mình đã dịch xong cái câu 1 cho các bạn rồi đó. Two, the brake pad wear indicator is illuminated on the instrument panel. Technician A says this is because the brake pad's metal warning clip is in contact with the brake rotor. Technician B says this is the pad wear sensor's tip contacting the brake rotor. Who is correct? Tiếp theo mình sẽ trả lời câu số 2. Thì the brake pad wear indicator is illuminated on the instrument panel. Thì the brake pad có nghĩa là bố thắng, wear có nghĩa là ngọt, indicator có nghĩa là đồ xác định, có nghĩa là cái mà cái cảm biến, không phải, indicator có nghĩa là cái mà để mà xác định các bạn, thì cũng có thể là cái cảm biến đi. Đó, mình có thể dịch ra cho dễ hiểu là cảm biến. Thì cái này nó nói là cái cảm biến để mà nhận biết cái bố thắng mòn, thì cái đèn của nó đó, thì cái đèn của nó sáng trên cái màn hình hiển thị tốc độ của chúng ta đó, instrument panel, có nghĩa là cái bảng hiển thị đo tốc độ xăng dầu ở trên đó. Thì tiếp tục mình coi người thợ thứ nhất họ nói rằng là this is because brake pad metal warning clip is in contact with the brake rotor. Thì người ta nói là bởi vì trên cái bố thắng nó có một cái miếng sắt đó, thì cái miếng sắt này đó các bạn, nó đụng vào cái dĩa, thì đó là nguyên nhân hiện cái đèn ở trên cái màn hình hiển thị. Sinh B họ nói rằng this is the pad where sensor tip contacting the brake rotor. Thì người B họ nói rằng đây là cái sensor, là cái cảm biến, là cái cảm biến bằng điện. Các bạn thấy, còn cái thằng A nó nói là cái cảm biến này là cái cảm biến chỉ là sắt thôi chứ không có điện gì trong hết. Còn cái thằng B á, nó nói là do cảm biến bằng điện mà cái đầu của nó đó đụng vào cái dĩa thắng. Thì who is correct?
thì á mình sẽ chọn thằng B nha, thằng B là thằng đúng, tại vì á khi mà để mà báo được cái đèn, để mà báo được cái đèn ở trên cái táp lô á thì cần phải có một cái dụng cụ điện. Thì thằng B này nó nói là cái cảm biến để ngay cái bố thắng mà cái đầu của cái cảm biến đó nó đụng vào cái dĩa thắng, nên vì vậy nó mới làm sáng cái đèn ở trên cái táp lô, thì báo cho chúng ta biết là cái bố thắng của chúng ta nó đã bị mòn. Thì đó là cái công việc của nó. Thì who is correct là có nghĩa là người nào đúng, thì các bạn phải chọn ABCD, nghĩa là mình sẽ chọn câu B. 3. A vehicle's right front wheel has a growl that increases with vehicle speed. The most likely causes. Thì câu số 3 này người ta nói là a vehicle, có nghĩa là các bạn một cái xe của người khách hàng, right front wheel có nghĩa là cái bánh xe ở bên phải mà đằng trước, phân là ở bên trước, thì right front wheel có nghĩa là cái bánh xe ở đằng trước mà ở bên phải. Has a growl có nghĩa là có một cái tiếng gầm gừ, thì và cái tiếng này nó increase, that increase có nghĩa là càng lúc càng to. Thì mình sẽ dịch câu là khách hàng đó nói rằng cái bánh xe ở bên phải phía trước của họ thì có một cái tiếng gầm gừ, một cái tiếng ồn và nó càng lúc càng to khi mà họ tăng tốc. With vehicle speed là vận tốc của xe. Thì the most có nghĩa là cái câu nào gần giống nhất. Thì the most likely cause có nghĩa là nguyên nhân đúng nhất, nguyên nhân mà dẫn tới cái hiện tượng trên là gì. Thì có A, excessive rotor lateral runout. Thì nếu như lateral runout này tí hồi mình sẽ cho các bạn coi hình, thì người ta sẽ nói là excessive rotor lateral runout có nghĩa là cái dĩa thắng của bạn bị vênh. Thì các bạn mình sẽ dịch ra nghĩa tiếng Việt là như vậy đó, và quạt thì cũng có nghĩa là bị vênh. Quạt thì rear brake drum là có nghĩa là cái thắng đùm ở phía sau xe nó bị vênh. Còn cái one CV choi thì cái nó bị mòn cái thằng cái cây từ hộp số mà nối ra cái bánh xe của mình á, thì nó nói như chỗ nó bị mòn. Thì tiếp theo mình sẽ cho các bạn coi hình CV choi để các bạn dễ hiểu cái con hộp này hơn. Người tiếp theo người ta sẽ nói là one wheel bearing thì bạc đạn bị hư, bạc đạn nó đã mòn rồi. Thì ở đây cái câu hỏi á, nó có kèm theo là gì bạn, đó là một cái tiếng ồn càng lúc càng gia tăng khi mà chúng ta đi với cái vận tốc, vehicle speed có nghĩa là vận tốc của xe. Thì cái bệnh này lúc nào mình cũng sẽ nghi ngờ cái thằng one wheel bearing, đó là cái bệnh này lúc nào các bạn cũng sẽ nghi ngờ cho mình cái thằng bạc đạn hết. Đây là bearing, thì con đây là các bạn ở đây ở bên Mỹ nó gọi là cái hub. Cái hub thì bên trong cái hub nó sẽ có cái bearing, thì đây là bearing. Thì có ba loại bearing, một là bên trong, hai là bên ngoài, ba là xéo. Thì bearing có nghĩa là mặt bạn các bạn, thì cái này là
bạc đạn này. Còn cái này là cho cái bạc đạn mà nó có hình xéo các bạn thấy không? Thì cái này nó gọi là taper bearing. Còn cái này nó gọi là inner bearing hay là outer bearing thì nè, outer bearing. Còn inner bearing á, bearing á, inner bearing là nó nằm trong cái hút luôn. Quá trời từ luôn các bạn ơi. Ráng học ha, mình giải thích từ từ. Nãy giờ mình nói lộn cái từ parent với lại bearing hay nhiều, nó lộn luôn. Đây, đây là cái mà người ta check cái run now các bạn. Thì ở đây nó check cái lateral run out. Thì ở đây sẽ có một cái đồng hồ, không biết ở Việt Nam có cái đồng hồ này không. Thì mình sẽ cho một cái clip dàn vô đây để cho các bạn coi. The supplied dial indicator to a rigid part of the vehicle spindle. Make sure the vice grip is clamped securely by adjusting the knurled knob in the vice grip handle. Make sure the vice grip location is close enough to the rotor as to allow the flex arm and gauge of the dial indicator to make contact on the rotor's friction surface. The needle to top dead center or pointing towards the rotor. Then rotate the face of the gauge to set zero at this needle location. Rotate the rotor again to ensure the low spot is exactly at the zero setting. With the low spot now set at zero, continue rotating the rotor clockwise to determine the high spot. This is the location of the highest runout, and note the amount, which is read in thousandths of an inch. Thì đây là cái đồng hồ để mà mình check cái lateral runout. Thì khi mà các bạn nhìn thấy người ta kiểm tra cái này á, thì mình biết cái này là lateral run out. Thì khi mà ta để đồng hồ này á, người ta kết hợp với cái việc người ta xoay cái bánh xe coi coi cái đồng hồ cái kim á nó dịch nhiều hay dịch ít, thì đó là cái cách mà mình check. Rồi cái này á thì nó gọi là red drum. Thì nếu mà cái này gọi là bố thắng đùm thắng đùm hay sao các bạn, thì cái này gọi là red drum. Thì đây là những cái từ vựng mà các bạn cần học ha. Còn hồi nãy mình nói các bạn là CV axle và CV joy á, là cái thằng này nè các bạn, thì nó sẽ có bên trong là nó sẽ dùng inner CV joy, nó là bên trong. Outer CV joy có nghĩa là bên ngoài. Cái joy ấy, giống như là cái cẳng tay các bạn, giữa cái cẳng tay và cái khuỷu tay ấy, thì ở chính giữa nó là cái khớp. Thì cái joy ấy, ở bên cái joy ấy, thì các bạn hiểu là cái khớp, thì nó là vậy đó. The amber abs fault light is illuminated on the vehicle's instrument panel. The vehicle contains a 4-channel permanent magnet sensor abs brake system. All of these are true except 4. The amp. Thì cái con này nó hỏi như thế này. Thì nó nói là cái đèn về cái hệ thống anti-lock brake system, có nghĩa là hệ thống ABS các bạn, nó sáng đèn lên và nó báo hiệu trên cái tablo. Thì cái xe này nó là cái thuộc cái dạng mà có bốn bánh xe, và bốn bánh xe nó đều có cái sensor cảm biến cái hệ thống mà thắng an toàn, hệ thống mà ABS. Thì nó sẽ nói câu hỏi này nó sẽ rất là làm cho các bạn cảm thấy là cái mình sượng đi một chút. Nó là all of these are true ngoại trừ. Thì cái câu hỏi này all of these are true có nghĩa là trong bốn câu hỏi, trong bốn cái câu trả lời này, thì trong bốn cái câu trả lời này thì nó sẽ có bốn câu có thể đúng, là tất cả có thể là đúng. Accept có nghĩa là chọn, ngoại trừ thì dịch ra có nghĩa là chọn ra một câu sai, tại vì trong bốn câu này ba câu sẽ đúng và sẽ có một câu sai. Thì cách hiểu của nó là như vậy các bạn.
thì accept là ngoại trừ. All of this are true có nghĩa là tất cả đều đúng. Accept là ngoại trừ một câu sai, thì mình phải tìm cái câu sai đó. Thì câu số A, câu A mình sẽ dịch là oversight ties will have an adverse effect on this ATS system. Thì nó nói là tie này các bạn nhìn thấy bánh xe là bánh xe này là có S nên suy ra oversight có nghĩa là cái bánh xe, tất cả các bánh xe nó bự quá thì nó sẽ ảnh hưởng, effect là ảnh hưởng tới cái hệ thống mà ABS. Thì câu này mình sẽ là đúng. Câu này nó sẽ là đúng nha các bạn. Thì nếu như cái bánh xe của bạn nó bự quá đó, nó sẽ bị ảnh hưởng tới hệ thống thắng an toàn đó. Rồi tiếp tục là the gap between the sensor and the tongue ring electrical with PM sensor operation. Có nghĩa là gap có nghĩa là khoảng cách, cái khoảng cách between là giữa, cái khoảng cách giữa cảm biến và tongue ring có nghĩa là những cái gear mà nó nằm dưới bánh xe á bạn. Thì cái tongue ring này khi mà nó quay á, nó sẽ tạo cho khi mà những cái tongue ring này nó quay á, những cái là nó giống như những cái bánh răng lúc mà bánh xe chạy á, thì cái cảm biến nó sẽ nhìn vào cái này để mà, tại vì khi mà xe chạy á, nó tạo ra từ trường các bạn, thì nhờ những cái từ trường đó mà nó lấy những cái sóng đó để mà nó kiểm tra coi xe của chúng ta chạy có an toàn hay không. Thì nó kêu là mình cần phải kiểm tra cái khoảng cách, ở đây không có từ nào kiểm tra hết á, nhưng mà khi mà mình đọc vô là mình hiểu là the gap giữa sensor và tongue ring, mình cũng sẽ đoán được cái từ đó là mình sẽ đoán được cái nghĩa nó muốn hỏi mình là cái khoảng cách giữa cái con cảm biến và cái bánh răng á rất là quan trọng, thì mình cần phải chú ý. Thì ý câu B này là vậy đó. Còn câu C này các bạn, những cái permanent magnet sensor system function well at speed below 5 mph. Thì cái câu này là cái câu sai, nó nói như vậy nè các bạn, tất cả những cảm biến về hệ thống ABS nó sẽ function, có nghĩa là nó hoạt động well, nghĩa là tốt. Function well nghĩa là hoạt động tốt. At speed ở đây có nghĩa là vận tốc below, nghĩa là dưới 5 mph, nghĩa là vận tốc dưới 5 mph. Có nghĩa là câu C này có nghĩa là những cái con cảm biến về cái hệ thống thắng an toàn nó sẽ hoạt động tốt khi mà xe lăn bánh dưới cái vận tốc là khoảng 5 mph, thì là sai, là phải không có dưới mà đúng 5 mph nha các bạn. Đúng 5 mph hoặc là trên 5 mph thì nó mới đúng. Rồi câu D, nghĩa của nó là câu D nha. Permanent magnet sensor and companion tongue ring produce a AC frequency converted to DC pole by the ABS controller. Rồi ở câu D này nó nói là permanent magnet sensor, có nghĩa là những cái con cảm biến này và kèm theo companion, có nghĩa là kèm theo tongue ring, có nghĩa là những cái bánh răng đó bạn, được gắn trên bánh xe của mình để tạo ra sóng từ trường, thì nó sẽ produce, có nghĩa là nó sẽ sản sinh ra một cái gì, AC frequency. Frequency là tần số này, thì AC các bạn cũng hiểu rồi, là điện nhà này, thì nó sẽ sản sinh ra một tần số với cái điện đo bằng AC đổi thành DC. Converted có nghĩa là đổi sang DC. Pole này có nghĩa là cái sóng lên xuống nha. Pole là cái sóng các bạn, sóng lên xuống. By the ABS controller, bởi cái hệ thống kiểm soát ABS. Thì câu D này các bạn sẽ hiểu là những con sensor, những con cảm biến và kèm theo những cái bánh răng để mà sản sinh ra những cái sóng từ trường, sẽ khi mà nó quay nó sẽ tạo ra một cái sóng điện từ là AC và sẽ đổi thành DC để mà giúp cho cái hệ thống ABS của hộp computer nó nhận dạng. Thì câu này là câu đúng như vậy. Thì khi mà bánh xe nó chạy, nó sẽ sản sinh ra cái điện AC, và để mà đọc được, để cho computer nó đọc được thì nó phải đổi thành điện DC. Thì câu này câu sai là câu C. Thì ở đây mình đã có 3 câu đúng nè. Thì 3 câu này đều đúng với lại cái hệ thống ABS hết, chỉ có câu C là câu sai thôi.
Đây, thì ở đây á, các bạn nó đây là instrument panel, là đây. Và đây là cái đèn báo hiệu ABS. Cái lỗi ABS mà hồi nãy á, mình nói là illuminate có nghĩa là sáng đèn. Cái từ đó là các bạn, illuminate có nghĩa là sáng cái đèn ABS. Đây, các bạn thấy không? Tiếp tục ha. Câu số 5. A master cylinder reservoir cap rubber gadgets he deformed. Deformed cái nghĩa là biến dạng. Which of the following would result in this condition? Là có nghĩa là nó nói là cái miếng che. 5. A master cylinder reservoir cap's rubber gasket is deformed. Which of the following would result in this condition? Cái nắp mà chúng ta bỏ vào thắng vô các bạn. Để mình cho bạn coi cái hình này. Đây nè. Cái này á, nó sẽ gọi là master cylinder. Thì nó nói cái nắp này nè các bạn. Bị biến dạng. Thì rubber là miếng cao su. Cap á, là cái nắp. A master cylinder reservoir. Thì cái này là nguyên cái này. Nó gọi là master cylinder reservoir này. Reservoir là cái nơi để mà chứa dầu thắng. Ở đây nó nói a master cylinder reservoir cap rubber gasket là nguyên cụm này luôn á, là một thứ. Thì nó nói là cái miếng che ở trong cái chỗ mà chứa dầu thẳng nó bị biến dạng, deform là biến dạng. Thì ý á, nó nói là cái miếng này nè các bạn, đây là cái miếng mà nó muốn nói biến dạng. Thì nó sẽ hỏi là which of the following would result in this condition. Mình trả lời là ở đây theo những cái câu trả lời dưới thì sẽ có một cái nguyên nhân làm cho nó bị biến dạng, thì mình phải chọn ra cái câu đúng. Thì có câu A, người ta nói là adding là thêm vào, too much là quá nhiều, brake fluid có nghĩa là dầu thắng, có nghĩa là các bạn bỏ quá nhiều dầu thắng vào thì cái miếng cao su nó bị biến dạng. Thì các bạn nghĩ rồi đúng không? Thì câu B á, là adding too little brake fluid, có nghĩa là các bạn bỏ ít dầu thắng quá. Câu C á, nó nói là brake fluid contamination. Thì cái nó dịch nó contamination là ô nhiễm, thì có nghĩa là cái dầu thắng của mình á, lâu ngày quá rồi nó bị cũ. Contamination thì ở dịch ở đây có nghĩa là cũ. Thì cái câu này mình thấy là đúng nhất nè. Rồi câu D nó là allowing có nghĩa là cho phép. Allow có nghĩa là cho phép. Allowing the brake fluid to get too low có nghĩa là bạn để cho cái dầu thắng của mình á, nó thấp quá, thì là cái nguyên nhân mà cái miếng cao su che cái chỗ mà mình đổ dầu thắng vô nó bị biến dạng. Thì trong bốn cái câu này mình chỉ thấy cái câu brake fluid contamination có nghĩa là dầu thắng nó bị cũ rồi, thì khi mà cái dầu thắng cũ nó sẽ làm cho cái miếng cao su á, cái miếng cao su này là các bạn, cái miếng cao su này ở đây là để mà che lại cho đừng có bụi vô cái chỗ mà chúng ta bỏ dầu thắng vô đó. Thì khi mà để các bạn để lâu ngày quá thì bụi này kia cái nọ rồi cái dầu thắng mình á, nó sẽ đen rồi nó sẽ làm cho miếng cao su của mình nó chai rồi nó làm biến dạng cái miếng cao su của mình luôn. Thì cái câu đúng ở đây là câu C nha các bạn, là do dầu thắng cũ. Ok, mình đã giải thích xong 5 câu hỏi rồi. Chúc các bạn nói chung là học được cái gì học, và học biết thêm một cái gì đó, và lấy một cái chút gì đó hay ho từ mình.